mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà Đất Bá Hưng, bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà giá rẻ 5 tỷ 300 triệu đồng. Nhà mình thì thiết kế 1 trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ. Một căn nhà toilet riêng từng phòng, có tới 5 toilet luôn. Và hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp với những anh chị cô chú nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Một căn nhà nằm ngay trục đường cây châm, giá bán chỉ có 5 tỷ 300 triệu đồng thôi. Ngang hơn 4 mét, độ dài 11 mét nha anh chị. Con đường trước nhà thì rộng khoảng tầm 3 mét rưỡi 4 mét nha. Hẻm xe ba gác vào thoải mái luôn. Cách trục đường chính khoảng tầm 50 mét. Căn nhà mình thì bố trí rất là đẹp nha quý vị. Căn nhà giá rẻ học sinh tại trục đường cây châm. Và anh chị cô chú nào đang xem video thì chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới Nhà Đất Bá Hưng. Sẽ có một lớp cổng sắt và phía trong thì sẽ có bộ cửa nhôm xi pha. Đây là khu vực phòng khách. Phòng khách thì được tặng lại sofa kèm với tivi và được ốp nhựa dán tường. Trần thạch cao đèn chùm. Căn nhà mình có tới 4 phòng ngủ nha. Giá bán chỉ 5 tỷ 300 triệu đồng thôi. Và những anh chị cô chú nào đang có nhu cầu mua nhà giá rẻ, nhà nhỏ thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới em Hưng để được sở hữu căn nhà này. Đấy, căn nhà chỉ có 5 tỷ 3, 4 phòng ngủ luôn. Cầu thang được làm tay vịn và trụ là gỗ cam xe, ốp đá hoa cương. Có tủ rượu, phía trong thì có nhà vệ sinh và phòng bếp thì được tặng lại tủ lạnh luôn. Bếp gỗ an cường, trần thạch cao đèn chùm. Có luôn máy giặt nha. Một căn nhà rất là rẻ luôn nha quý vị. Và nằm ngay trục đường Quang Trung. Giá này anh chị vẫn còn thương lượng. Một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ luôn nha. Giá bán chỉ có 5 tỷ 300 triệu đồng thôi. Và anh chị cô chú nào quan tâm thì hãy gọi ngay về tới Nhà Đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Di chuyển lên trên đây sẽ là khu vực lầu 1. Nhà mình thì toilet riêng từng phòng, được ốp sàn gạch 60, gạch bóng kính và chúng ta được tặng lại giường 1m8 kèm với máy lạnh mới. Phòng rất là rộng, có ban công phía ngoài cho nhà mình phơi đồ và toilet riêng. Đấy, anh chị nào muốn mua nhà giá rẻ dưới 5 tỷ thì hãy gọi ngay về tới em để được đi xem căn nhà này. Một căn nhà 4 phòng ngủ có full nội thất hết luôn. Toilet riêng hết nha anh chị. Toilet riêng từng phòng và giá chỉ có 5 tỷ 300 triệu đồng thôi. Hẻm trước nhà tầm 3 mét rưỡi, hẻm xe ba gác và cách trục đường chính khoảng tầm 5-60 mét nha. Di chuyển lên trên sẽ là khu vực phòng ngủ số 3, số 4 thì cũng được làm giống y như bên dưới nha. Đầy đủ nội thất hết luôn. Có ban công phơi đồ. Nhà mình hướng Tây Bắc, phù hợp với những anh chị cô chú nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Đầy đủ hết nội thất nha anh chị. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.